Hello mọi người, hôm nay về kênh của Đức Mario thì vẫn thương hiệu xe ba bánh hàng đầu tại Việt Nam là Hoàng Thống Moto. Website là hoangthongmoto.com thì hôm nay Đức sẽ có điều đặc biệt muốn giới thiệu đến mọi người. Đang toát hết mồ hôi thật sự. Trước mặt mọi người ngay bây giờ đó là những cái sản phẩm xe điện super chính hãng. Đây, hàng nhà mình vừa đập hộp ra đây. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, hàng xịn nhá. Anh em biết điều gì đặc biệt không? Đây, đó là cái tem và bộ màu mới nhá. Đấy thì Đức sẽ có video giới thiệu hai màu mới cho mọi người xem nhá. Màu rất là đẹp. Và đây này, đây là màu xám. Đó, đây là màu xám. Đó, thấy không? Mọi người thấy, có thể thấy. Đó. Đó, đây là màu xám nhá, rất là đẹp. Đấy, vẫn có chữ dòng chữ super để đánh dấu thương hiệu. Hàng chính hãng. Đây. Đó. Đẹp không? Quá đẹp luôn, quá led luôn cho các cụ đi chơi này luôn. Đó. Đây, nhà mình đập hộp. Đây, nhà mình là buôn số lượng lớn nhá. Nói không với những ông buôn một hai xe xong rồi đến lúc khách bảo hành bán xe đều xong chạy mất. Đấy, nhà mình là luôn luôn cung cấp hàng xịn nhất trên thị trường hiện tại có. Đấy, nên là mọi người mua xe nhớ chú ý đó, tham khảo kỹ càng những bên nào bán uy tín. Vì những cái sản phẩm này nhà mình chỉ cấp cho những đại lý nào to thôi. Đại lý nhỏ thì ít khi nhà mình bán lắm. Đấy, nói thẳng luôn. Đây, màu xám này. Đó, mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Thì vẫn là RTS. Đấy. Đấy. Đây là đỏ trắng, kia là cam. Đó. Đó. Xe nhà mình thì nói luôn là trước tiên là về là phải lắp chắc chắn cho khách hàng rồi. Đó là cái điều không thể tránh được. Đấy. Nhưng mà xe nhà mình nguyên bản như thế này nhá, về không làm lại dây điện hay không làm lại động cơ đâu nhá. Đấy. Thì giá của sản phẩm super hàng chính hãng vẫn là 18.500.000. Đấy, cái màu xám và màu bạc này đặt nhá thì mất khoảng độ 10 đến 15 ngày có hàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Hoàng Thống Moto.